Hiền Diệp mến chào các bạn đang xem trên kênh của Hiền Diệp. Hôm nay Hiền Diệp chia sẻ đến các bạn về tiểu sử của Sư Minh Tạng. Sư Minh Tạng năm nay 36 tuổi, gia đình ở thôn 4, xã Hòa Bình Kon Tum, cha mẹ còn trẻ, sư là con đầu, có ba người em đang học đại học, làm nông nhân rất khá giả, sư làm chủ shop làm tóc, làm đẹp, năm 2023 xuất gia thọ giới chùa ở Ninh Thuận. Đang theo học trường tự diện Nha Trang, nhưng thấy hạnh từ của thầy Minh Tuệ quá thực tế trong cuộc đời nên sư theo chân lý này. Sư Minh Tạng khi còn làm tóc có tiền cũng bố thí cho người hoàn cảnh khó khăn nghèo khổ. Ăn chay trường, năm 23 tuổi gặp đại nạn, bị hiểu lầm, người ta đánh sư cả đêm, khi bất tỉnh họ đem dứt bên lề đường. Sáng ra dân phát hiện đưa đi cấp cứu sống lại, gia đình có khiếu kiện, những kẻ gây án năn nỉ xin lỗi. Sư Minh Tạng xin gia đình tha cho họ. Sư sống rất hiền lành, ít nói chỉ cười, các cô gái trong xã rất thích nhưng sư đều từ chối. Sư cắt tóc cho những người già cả không lấy tiền, tuy gia đình khá giả nhưng ăn mặc sống rất giản dị, lễ phép ai cũng thương. Sư đi từ khổ hạnh càng nhiều thương hơn, nguyện cầu chư Phật, chư Đại Bồ Tát, chư Thiên Gia hộ độ trì cho sư và thầy Minh Tuệ đi đến đích giải thoát, đem lòng từ cứu độ chúng sanh. Hiền Diệp mong muốn cộng đồng giúp đỡ cho các thầy, đừng lễ lạy quá mức làm tổn phước cho thầy, đừng ép buộc nhận đồ cúng dường nhiều quá, đừng so sánh với các thầy khác để gây sự chia rẽ trong đạo. Có ba dạng 8.000 pháp môn tự, tùy duyên của mỗi người, gieo nhân nào gặp quả nấy, hãy sống hiếu thảo với ông bà cha mẹ, hòa thuận với anh chị em và bạn bè chung quanh, xa lánh tệ nạn xã hội. Làm tốt một người công dân chừng đó mình cũng sống an lạc hạnh phúc lắm rồi. Phật tại tâm, tâm là Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hiền Diệp cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem video Hiền Diệp chia sẻ. Để xem nhiều thông tin mới hãy nhấn vào like, follow, đăng ký kênh để xem nhiều video hữu ích nhé.